Tuổi sửu tháng tư âm lịch, tình duyên hảo hợp, sự nghiệp thì hành thông. Vâng, tuy vậy vận số về tử vi của các tuổi sửu trong tháng tư âm sẽ có sự khác nhau. Tuổi sửu trong tam hợp, tị dậu sửu trong tháng tư âm thì tình cảm êm đẹp, hài hòa, ấm êm, ít sóng gió, có nhiều cơ hội trong công việc và hứa hẹn những cái cơ hội đó sẽ tạo cho quý vị tuổi sửu một cái tiềm lực kinh tế mới và tiền bạc sẽ dễ thở hơn những cái tháng đầu năm có thực thần trợ giúp và nguyệt lệnh đi đến đất mộ sẽ có nhiều cơ hội để khẳng được vị thế và năng lực của quý vị trong công việc tuy nhiên do ngũ quỷ và sao nhị hắc vào cung chính bắc cho nên việc sức khỏe cũng cần phải chú ý và chú ý kẻ tiểu nhân ghen ăn tức ở với những cái thành công nhất định của quý vị trong tháng này sửu à, là hành thổ đinh tỵ là hành thổ có nghĩa là lưỡng thổ thành sơn rất là tốt về việc tiền bạc và của cải khi trong thiên can và đệ chi đều hành hỏa mà sửu thì hành thổ được sự tương sinh hỏa sinh thổ nên tiền bạc tháng này rất là hanh thông và may mắn quý vị